16 tuổi, Đặng Phúc Thịnh đã có gần 10 năm gắn bó với nghề bánh, sống cùng bà ngoại. Ngoại lại là thợ chuyên làm bánh bò, bánh tét và các loại xôi chè. Từ nhỏ, Thịnh đã làm quen với đủ thứ nguyên liệu bánh trái. Trò chơi tuổi thơ là đổ bột sao cho khéo, cho đầy, là lấy bánh khỏi khuôn sao cho tròn, cho gọn, làm mãi thì quen tay. Từ một cậu nhóc lẩn quẩn quanh chân ngoại, Thịnh giờ đảm nhận phần lớn việc nặng nhọc, góp phần quan trọng trong từng mẻ bánh. Không có đất canh tác, cha mẹ của Thịnh kiếm sống bằng công việc làm mướn. Mẹ thì đi bán vé số dạo. 2 tháng trước, cha qua đời đột ngột do tai nạn đuối nước. Mưa nắng đời mẹ càng khắc nghiệt hơn. Chị Đặng Thị Phượng, mẹ của Phúc Thịnh, mang khuyết tật vận động và ngôn ngữ từ khi mới sinh ra đời. Cuộc mưu sinh với một người phụ nữ đơn thân vốn đã nhọc nhằn. Cuộc mưu sinh của một người phụ nữ khuyết tật đơn thân càng khó khăn hơn gấp bội. Thương cháu, thương con, bà ngoại lại trở thành người che chở, đùm bọc, dù ngoại đã ở vào cái tuổi được nghỉ ngơi an nhàn. Mỗi ngày vài trăm bánh bò đem bán, khi nhà ai có đám tiệc hay vào những dịp lễ Tết, bếp lửa của ngoại lại đỏ liên tục, số bánh ra lò nhiều hơn, nỗi vất vả của ngoại càng dày thêm, nhưng tình thương bao năm qua thì vẫn mãi đong đầy. Dạ dì Mười ơi, Thịnh là ở với dì là từ lúc nào hả dì? Ở lúc mà lớp 1 rồi cho tới năm nay là lớp 10 á con. Là do là nhà của Thịnh thì cũng ở xa quá, nên ở đây gần dẹo lắm, qua sông á, dạ. Vô trong lội vô một khoảng đồng nữa. Rồi đường đi rồi không có tiện. Dạ. Rồi thấy mình có nhà cửa ở chợ nè, thôi cho cháu mình ở với mình. Thịnh là ở với ngoại, rồi ngoại cũng nuôi từ nhỏ thì... Hiện giờ thì học cũng rất là giỏi, thì thấy cháu mình học giỏi thì chị cũng vui ha. Nhưng mình nói giỏi quá không dám nổ, sợ người ta nói ừ cháu bà học được gì mà nổ phải không. Vì vui lắm, vì mừng lắm với con. Vì Thịnh học rất là giỏi và cũng muốn là tiếp tục việc học lên đại học nữa. Thì bản thân chị có ủng hộ, cũng có ý định là cho cháu mình lên, ví dụ coi chọn cái nghề nào mà thích hợp nữa, có việc ổn. Vì muốn cho nó có cái nghề gì đó mình nó sống, còn cho nó sao cuộc sống nó an nhàn, nó đừng có cảnh mà đi giác mía bướm rồi người ta hay gì đó, chừng đó khổ lắm ạ. Ở trường Trung học Phổ thông Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung, thầy cô và bạn bè nhiều người biết đến Đặng Phúc Thịnh không chỉ bởi thành tích học tập tốt của em mà còn bởi sự năng nổ nhiệt tình với các hoạt động phong trào, là thành viên ban cán sự lớp, là nhân tố sôi nổi trong các chương trình văn nghệ của trường. Nguồn năng lượng tích cực tươi vui từ cậu học trò này khiến những ai tiếp xúc đều dành nhiều tình cảm yêu quý và những lời ngợi khen. Một học kỳ chủ nhiệm em Phúc Thịnh thì em thấy là Phúc Thịnh là một cái học sinh rất là ngoan, biết phân lời của thầy cô. Rồi ở trong lớp á, thì em ấy cũng thích giúp đỡ bạn bè, hỗ trợ bạn bè và cũng rất là hòa đồng. Bên cạnh đó thì em ấy cũng là một ban cán sự lớp, thì em ấy rất là có trách nhiệm trong công việc của mình. Mặc dù thì em thấy là cái hoàn cảnh của em ấy thì khá là khó khăn, nhưng mà em ấy vẫn lạc quan, vui vẻ và có cái nỗ lực trong học tập và cũng như trong cuộc sống. 16 tuổi, Đặng Phúc Thịnh đối diện với một trong những nỗi mất mát lớn nhất đời người, mất cha. Con đường theo đuổi ước mơ của em cũng gập ghềnh hơn khi gia đình mất đi một chỗ dựa về kinh tế. Giữa lựa chọn đi tiếp hay dừng lại, Thịnh đã quyết lòng kiên trì với mục tiêu ban đầu của mình, học. Học vì ước mơ làm thầy giáo, học vì muốn mình có tri thức, có công việc, có điều kiện để chăm lo tốt hơn cho những người thân. Và hơn hết, em tin rằng học vấn là con đường đúng đắn mà mình nên theo và phải theo. Năm nay lớp 10 và mình cũng đã bắt đầu xác định là mình muốn học gì. Vậy thì cái mong muốn theo học sư phạm đó là từ khi nào, từ ai đã truyền cho em cái cảm hứng đó? Dạ, từ một cô giáo dạy ngữ văn cấp 2 truyền được hứa cho em. Như vậy là em đã có một cái định hướng cho mình từ rất là sớm rồi. Khi mà có định hướng sớm như vậy thì mình đã có cái kế hoạch ra sao cho cái ước mơ đó? Ráng học, học thật tốt. Đằng sau này á, mình có thể dễ dàng mình tiến đến đại học hơn. Và ra đời mình cũng sẽ
dễ dàng hơn. Thịnh đã xác định được cho mình cái mục tiêu rất là rõ ràng và từ rất là sớm. Vậy thì trên cái hành trình mà thực hiện ước mơ đó cho mình thì em cảm thấy cái điều gì nó sẽ là trở ngại? Theo em là điều đầu tiên đối với em là kinh tế gia đình, bạn mà mình đóng tiền bạn mình vào học, và đó là một cái điều cũng như là rất là lớn lao, thì gia đình em cũng rất là khó khăn. Kinh tế gia đình là cái điều em nghĩ tới đầu tiên. Vậy thì em dự định là mình sẽ làm gì để mình có thể khắc phục được cái khó khăn đó để tiếp tục ước mơ của mình? Em nghĩ là trước khi đi học đại học em sẽ kiếm tiền một thời gian, sau đó em sẽ đi vào học đại học. Vì sao em lại quyết tâm là mình phải học và mình nhất định mình phải theo đuổi ước mơ đó? Đối với em là việc học rất là cao cả. Một con người không thể nào mà không học mà biết hết được, nên cần phải học, bạn biết thế này thế kia, bạn mà còn bươn chải với đời, bạn còn bươn chải, bạn còn mưu sinh, bạn vì cuộc sống. Một cái hành trình khá là gian nan, vậy thì nghĩ về điều đó thì em có lo ngại, có lo sợ về nó không? Dạ không, em thì không có lo ngại, thì cuộc đời ai cũng phải có lúc trong gai, nên không sợ. Mặc dù là Thịnh biết rằng là mình sẽ phải đối diện với rất là nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về kinh tế, nhưng mà em vẫn quyết tâm là mình phải học, mình phải tiếp tục theo đuổi ước mơ đó. Và hy vọng là quyết tâm đó nó cũng sẽ giữ được cho em đi đúng đường, đúng hướng và không dễ dàng từ bỏ ước mơ mình đã theo đuổi. Quý vị và các bạn, chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này trao học bổng cho học sinh của trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, huyện Cù Lao Dung. Xin mời đại diện nhà trường sẽ trao suất học bổng này. Em mời thầy ạ. Trước hết thì thay mặt nhà trường cảm ơn Hội Văn học tỉnh như đại diện Trực Trăng hôm nay đã đến để trao suất học bổng Tiếp bước đến trường cho em Phúc Thịnh. Đây là một cái học bổng hết sức ý nghĩa đối với chỗ em Phúc Thịnh. Còn riêng em Quốc Thịnh thì hôm nay được nhận học bổng Tiếp bước đến trường của đại diện Đức Trang cũng như Hội học tỉnh, thì thầy cũng mong anh em sử dụng cái suất học bổng này đúng mục đích và giúp ích cho em trong công tác học tập của mình trong cái thời gian sắp tới. Và riêng bản thân em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để làm sao học tốt hơn và không phụ lòng tài trợ cũng như là sự giúp đỡ của mọi người cũng như của thầy cô trong nhà trường. Về phía đoàn trường, hội khuyến học cũng như là tập thể lớp cũng có những phần quà dành tặng cho em Đặng Phúc Thịnh. Dạ, xin mời các thầy cô ạ. Mời thầy. Đại diện cho nhà trường, hội khuyến học cũng có một cái phần quà hỗ trợ cho em. Hy vọng là em sẽ cố gắng học thật tốt để tận dụng những cái suất học bổng này, phần tiền này để tiếp tục cho cái việc học của mình càng ngày tốt hơn. Cảm ơn. Nhân cái dịp này thì cũng gửi đến em Phúc Thịnh một đôi điều là hy vọng em sẽ cố gắng sử dụng cái số tiền này đúng mục đích và chúng ta đón nhận nó với tinh thế là lòng biết ơn, và để sau này khi mà chúng ta có thể thành công mà chúng ta có thể tiếp nối để cái chương trình này nó ngày càng lớn mạnh hơn. Xin cảm ơn. Em cũng đại diện cho tập thể lớp có một phần quà gửi cho Thịnh. Mong em sẽ sử dụng những cái sự hỗ trợ này cho nó phù hợp để xứng đáng với cái sự quan tâm và hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Dạ, khi nhận được học bổng này từ đài truyền hình Sóc Trăng, hội khuyến học, em rất là biết ơn, không biết nói gì hơn, gần rất là ngàn lần cảm ơn đã hỗ trợ cho em để đặng tiếp tục trên con đường học tập. Chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng khép lại tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn đến Hội Khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số khuyến thí Sóc Trăng, là đơn vị đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố cùng với đoàn thể nhà trường và tập thể lớp đã dành sự quan tâm cho em Đặng Phúc Thịnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn hoặc là trên Facebook và YouTube truyền hình Sóc Trăng. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.